cái bài reform hay là cái bài reform hay là cái bài stack này ha, là nó là cái kiểu để sẽ đặt ảnh này, nó là cái kiểu rush in first first out, nó ngược lại với cái bài firewall hôm trước. cái bài firewall hôm trước đó là first in first out, còn cái bài lifo này là last in first out ha. Cái tên là cũng chắc cũng hiểu rồi đúng không? Last in first out tức là cái nào mà nó vào sau sau cùng đó, thì nó sẽ ra trước tiên ha. Cái dòng sau cùng thì nó sẽ ra trước tiên. Như cái hình này nè, em có hình này đây, thì cái bên ở bên live info này người ta không có nói là hướng hướng ray hướng rít ha, người ta không có nói là ray rít, mà người ta thay đó người ta dùng là boost với bóp boost ha, là tương ứng là cái ray bên bên info, còn bóp là tương ứng với cái hướng rít đó, thì nó cũng giống giống vậy, chỉ sửa cái tên thôi. Thì đây một cái hình nè, một khi mà nó boost vô á, boost boost vô á thì nó sẽ xếp chồng lên phía trên ha, như một nè, đưa hai vô thì hai nó sẽ xếp chồng lên một, rồi ba ba nó xếp chồng lên một hai, rồi bốn vô, năm vô, sáu vô ha. Còn thì khi mà bóp á, khi mà bóp sẽ bóp nghĩa là em đọc ra thì nó sẽ đọc cái thằng trên đỉnh trước tiên hết ha, giống như là thằng này nè, thằng này là thằng sáu năm trước tiên ha, đọc thằng sáu ha, rồi nó đọc từ đỉnh ra đó, thì có thể hiểu là cái bài này nó ngược lại với cái bài thằng phong kia ha. Rồi bây giờ mình vô cái hình này chút, cái hình này á, thì nó cũng nên nên né như bên bên khai hô ha, nó cũng có một cái selector là một cái RAM ở đây, cầm đồng thời là nó sẽ lưu một cái top này chẳng qua là một cái bon carbon thơ thôi, cái bon thơ này á, thì bên bên cái bài khai hô á là em thấy nó có phần cái bích là nó có hướng một cái là ra bon thơ nè, một cái là rút bon thơ nè, không nhưng mà bên này á, cái đặc thù của cái live live này á, là nó không có cần hai hai bên tơ, nó chỉ cần một một bên tơ thôi, nó chỉ cần một một cái bên 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 tơ thôi, là bên tơ top này thôi, rồi cái bên tơ rít lúc nào nó cũng bằng cái bên tơ top này mà trừ đi một hết á, cho nên là mình chỉ cần lưu một thằng thôi, mình chỉ cần lưu lưu một thằng thôi, thằng kia thì mình tự suy ra thôi, bằng bằng cách là cái thằng rít đó lúc nào cũng cũng bằng cái thằng ra trừ trừ một hết đó, thấy không? Đây là rõ ràng trong cái hình này nhìn vô em thấy là đây, thí dụ như đây đi, khi mà em boost vô đây á, là cái bon, khi mà em boost vô đây á là cái thằng sáu này nó vô đúng không, thằng sáu này nó vô thì lúc đó là cái bon to mà boost của mình đó nó sẽ thằng bảy đúng không, nó sẽ thằng bảy, tức là lúc này nó cũng lưu trước một cái hết thằng bảy, thì cái bon to mà boost thằng bảy á, thì cái bon to boss á, thì nó sẽ bằng sáu lúc lúc nào nó cũng bằng cái boost được mà nó trừ một đi hết, thì đây là bóp con sáu thì đọc là đúng cái sáu đó, cho nên là ở đây mình chỉ cần lưu một cái bông to thôi, không cần lưu hai thằng. Rồi coi có trước đi ha, thì đây đây là cái file tên bên dưới đó, trong cái file tên bên của mình đó, thì gọi cái live của mình ha. Chú ý là cái line level là cái stack boost down là một một cái nha, một cái tên tên gọi đó đó, hiện đây là nó tích ben mà viết trong cái ben này gọi gọi cái module level của mình. Rồi vô đây coi thì level nó cũng có lock reset enable delta in boost boost là đẩy vô đó là ra vô bóp là đọc ra ao là delta ao hai chân full chân empty ha. Thì ở đây á, nó cũng có là nguyên cục này, nguyên cái cục này, nguyên cái cục co này á, nguyên cục co này là nó tương ứng là cái hình này, nó tương ứng cái hình này nè, ha, đó nó tương ứng với cái này, với lại cái phần này, ha, cái phần RAM này, cái này chẳng qua là cái do này gồm RAM với y chang như cái bậc thang trước, thang trước cũng gọi này ha. Rồi nó có hai cục decode rút ra để mà đưa vô select chỗ con ram này ha. Đây khi mà con ram này nó phải có một cái chỗ select mà, thì hai cục decode rút ra này nó làm chỗ select này ha. Rồi cái top á, cái top là cái top trừ một á, nó chính là anh có chú thích nè, bon cho top nè, bon cho top chính là cái thằng này,
Còn cái top trừ 1 đó là chính là cái giá trị này ha. Thì hai thằng này á, thằng này với thằng này nó hơn kém nhau một. Giống như hồi nãy anh nói đó, là thằng 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 Kuran này á, là sẽ lưu giá trị Kuran của nó, còn thằng Ness này thì sẽ lưu giá trị Ness tiếp theo của nó ha. Đó thì hai thằng này nó sẽ hơn kém nhau nhau một thôi, nó sẽ hơn kém nhau nhau một. Thì cái cục này nó sẽ làm nhiệm vụ là nó upgrade cái bot thơ của mình. Thì cái cục này á, thằng này á, chính là hàng này luôn ha. Đó rồi phía dưới này là trả trả ra MT với full thôi. Thì ở đây mình cũng đi đi test là mình đi test not MT trước, rồi cái binh mà MT á, cái binh MT bên ra ngoài thì nó sẽ bằng not của cái thằng not MT ha. Đó ra thôi. Rồi trong cái update cao tơ này nó sẽ có cái gì? Đây cao to thì nó cũng có boost pop mình đưa vô ha. Ha thì nguyên nguyên cái bộ này á, đây thì giờ mình có là mình sẽ có là một một bộ cộng và một bộ trừ ha. Cái phần này là bộ cộng ha, phần này là bộ trừ ha, chú ý ha. Phần này là bộ cộng này, phần này là bộ trừ ha. Thì khi mà chỉ có boss, chỉ có boss là chỉ đập ra thì thằng này nó sẽ không có cộng vô, tại vì nó không có boost, đang là nó chỉ có boss thôi, thì nó không có cộng vô. Thì nó vẫn giữ nguyên cái gì là động to, rồi nó xuống đây nó sẽ trừ một. Nguyên nguyên cái bọn này là cái phần của bọn dân này, thì nó sẽ trừ một, thì là cái chỉ con tơ nó giảm một không, cái chỉ con tơ nó một là tương ứng với trường hợp phía dưới này, là sau khi boss đang cái nãy thì cái gì khu vực nó sẽ giảm xuống đây, nhưng nó sẽ giảm xuống một. Rồi trong trường hợp thì boost bóp á, tức là nó cộng xong nó cộng một xong thằng này xong rồi nó trừ một, thì các bạn thấy cái counter nó không đổi không, đúng không? Thì những gì nhận xét nó không đổi thì nó vẫn như vậy. Thì đây là cái chủ yếu là nguyên cái module này, chủ yếu là cái khối là khối này, chủ yếu là cái module này thôi, module đốt cái counter được ra này ha. Còn lại thì phía ngoài kia thì cái này chẳng qua là install program thôi, install program là cái này decode bị có đặc biệt thôi, không có gì hết. Bài này nó dễ hơn các bạn không có trước, bạn không có trước là phải luôn hàng bằng tờ bằng tờ rất nhiều bằng tờ này nên việc nhiều lắm, nó độc lập nó khó chút. Còn cái bài này thì mình chỉ cần luôn một bằng tờ thôi, luôn một cái bằng tờ của mình thôi. Còn cái next sẽ là tính được từ cái bằng tờ của mình, hay giống giống như trong cái thằng này này, mình chỉ cần một bằng tờ này thôi đúng không? Mình cần bằng tờ thôi, còn cái thằng này nó sẽ ra từ thằng này lúc này cũng kém hơn thằng này một á. Tập kim bông nó chém rồi, ok, thì là xong cái bài bài level này, hai hai cái hai video với hai SDO có gì tối giờ mình sao nè.